2021, chúng ta đương đầu với môn trùng nguy cơ, khó khăn, thách thức và nỗ lực không ngừng. Chúng ta đã trải qua mùa giãn cách work from home thật dài nhưng không ngừng nỗ lực. Những ngày bận rộn với đam mê và công việc. Những ngày cùng nhau học hỏi và phát triển. Những ngày nhiệt huyết của tuổi trẻ. Cảm ơn vì đã luôn bên nhau. Năm 2021, chúng ta đã thực hiện các dự án trong chuyển đổi số cảng Đà Nẵng, Epoch, VR, Robot Cảng. Dự án iRobot tự động hóa công nghệ OVA của Wrangler Interlining Việt Nam. Dự án website quản lý hỗ trợ phân tích đánh giá khách hàng của đơn vị BIDV. Dự án mobile app quản lý hỗ trợ kinh doanh của hơn 15 cửa hàng chi nhánh hệ thống Honda Lộc Thịnh. Dự án iRobot tự động hóa công nghệ OTA giúp tối ưu hoạt động nhân sự của đơn vị xây dựng và cấp nước Thừa Thiên Huế. Và chúng ta, đội ngũ iRobot đã đồng hành cùng doanh nghiệp Việt phát triển trong suốt 2021 vừa qua.